Ê, đồ chết. Chơi chó lại nha. Hello motherfucker. Mẹ đi mất canh luôn mà. Canh. Mà đứng giữa đường chơi, đứng đường chơi. À, đó, ai tới không đi không, ai đi không. Dạ, muốn bánh lộn em. Giáng sinh nè, ngứa tay, ngứa chân nè. Chơi mình để hết 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 đi. Để hùng này chơi nhanh thế. Mày nhanh. Mày nhìn cái bánh nó gãy luôn mà. Đi. Lời rẻ không nổi. Có. Đi chuột nhà tao, nhà tao. Ê ê, má đánh phụ nó nữa. Mình sẽ khám phá hết cái map này rồi. Gì đây? Thôi dừng. Xí, xem tung xem. Em lái là bao an toàn mới luôn. Hay. Tóc bạn. Ôm cua với 90 km/h. Em lái là bao an toàn mới luôn. Đầu đẩy em trai à. Ray. 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 Game này em nón Noel được nè các bạn. Trong quán mình có Bill Gates tới uống mấy bạn. Wow, Bill. Một thằng. DJ. Được mà. Được. 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 Nhảy. Headshot. Quá ngầu các bạn. Game là dễ. Ba thằng nè. Hay giờ. Ông ngồi nè. Ôi trời. Ôi. Con. Cứu bạn được, từ. Nếu bạn thích video thì để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và ngoài ra chia sẻ cho mình video này để tạo động lực mình làm tiếp rất là sâu. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.